À, lên rồi. Hello. Hello cả nhà. Cả nhà đâu rồi? Thầy Minh đây. Chào cả nhà. Chào tất cả bạn và các em. Thầy Minh Mia lên đây. Ha, các em xem video live stream nhá. Vào trong nhóm lớp mình nhá. Hello em Lý. Uầy. Chào Nguyễn Viết An, chào Hiền Nga. Hello. Live VIP rồi. Chiến nha. Nay là thì live cái phần mà tổng hợp về admin. Khả năng cao thì chủ nhật thì chúng ta sẽ live về amino acid các em nhé. À không, chủ nhật thì như hôm nay chúng ta phải tạm nghỉ đấy. Chủ nhật chúng ta phải nghỉ tại vì là chủ nhật nhà thầy có vụ là em gái thầy về, xong rồi tổ chức sinh nhật sớm cho anh em thầy, thế nên là chủ nhật ta tạm thời nghỉ nhá. Thì tối nay chúng ta live hết cái phần tổng hợp amin nhé các em nhé. Mình live câu 44, live được câu 34 đến câu 44. À, thầy chữa chậm chậm, chúng ta cùng theo dõi được kỹ. Thầy chữa thầy sẽ không dám nói to đấy, vì là tại bây giờ thì khá là đau họng, không dám nói to. Đâu rồi? Ok. Hello, chào Lê Thị Truyền, chào cả nhà. Mình bắt đầu nhá. Mình bắt đầu nhá. Câu số 34 này. Ở trong nhóm hiện tại của chúng ta hiện tại đã có rất nhiều các anh chị cộng tác viên của thầy. Thế vì vậy nên là tất cả những bài khó thì các em hoàn toàn lâu rồi Lan Anh nói điêu đấy. Thì các em hoàn toàn có thể là hỏi các bài khó đăng lên trong này, trong video này để mà đăng lên vào trong nhóm để cho các anh chị cộng tác viên có việc để làm, có cái để mà giúp đỡ cho các em nhá. Thầy bắt đầu chữa này. Câu 34. Đây là những cái skill rất là kinh khủng của thầy mà live free. Thầy để cho các bạn hiểu nên thầy phải chữa cách chậm. Còn ở trong live VIP, trình độ level chúng ta cao và đa số các em đều có thể học được thầy theo theo cách từ đầu. Trong live VIP là học theo thầy từ đầu rồi nên chúng ta nắm rõ chắc được các cái phương pháp giải, các cái kỹ thuật giải rồi thì thầy mới sử dụng các cách nhanh cho chúng ta. Thì chúng ta cùng quan sát nhé. Đầu tiên này, hai bên no đơn trước bạch hở này, đồng loạt kế tiếp này, bây giờ nó là CnH2n cộng 3n đúng không? À, thu được CO2 và hơi nước, tỷ lệ là 7 chia 3. CO2 này, nước này, tỷ lệ là 7 phần 13 này. Vậy thì đặt CO2 là 7, nước là 13. Đúng chưa? Và hoàn toàn tìm được nơi cháy bằng 13 trừ 7 chia cho 1,5. À, ta có 13 trừ 7. 13 trừ 7 bằng 6 chia 1,5 bằng 4. Vậy 4. Vậy hoàn toàn đến đây, chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng số mol CO2 là 7 chia cho 4. 7 chia 4 bằng 7 chia 4 mấy nhỉ? 7 chia 4 là 1,75. 1,75. Vậy hoàn toàn công thức của nó sẽ là C1,75H2 nhân 1,75 cộng với lại 3 bằng 6,5 H6,5N. Ok chưa? Thế đây bà nói là cho chúng ta là 24,9 gam. Cái chiều rất là kinh nhá. Thường các bạn khác là phải tìm ra được hai cái thằng công thức của amin là gì thì không cần quan tâm. Để cho 24,9 phải tìm được số mol này. 24,9 chia mỏ một đơn này. À, 12 nhân 1,75 cộng với 6,5 cộng với 14 bằng 0,6. 0,6 cộng với HCl. Chúng ta tìm được số mol HCl luôn. Do anh này là amin đơn trước này. Do anh này là amin đơn trước nên số mol HCl cũng bằng 0,6 luôn. Vậy thu được muối luôn. Và hoàn toàn đến đây mình bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng. Mình có mở amin là không là đề bài cho chúng ta là 24,9 rồi. Cộng với lại khối lượng của HCl là 0,6 nhân 36,5 thì bằng m muối. Thế là hoàn toàn chúng ta tìm được m muối luôn nhé. Là có 24,9 cộng với 0,6 nhân 3 0,6 nhân 36,5 0,6 nhân 36 bằng 62. Ơ, thầy bấm nhầm à? Chắc thầy bấm nhầm rồi. 24,9 cộng với 0,6 nhân 36,5 bằng 46,8. 46,8 đáp án đúng, chúng ta đáp án C nhá. Ok.
hiểu không các em? Thì chữa khá là chậm đấy. Đấy, nhiệm vụ đầu tiên này, đặt CO27 này, nước 13 này. Sau đó mình có này, N nước trừ NCO2 trên 1,5 bằng N cháy này. Ra được N cháy này, mình tìm số lượng carbon trung bình này bằng cách lấy NCO2 này chia N cháy này. Sau đó mình có công thức trung bình của cả hai thằng amin này, C1,75H6,5N này cộng HCl đã được muối này. Đến đây mình đi bảo toàn khối lượng này, mình có này, M của amin này cộng HCl bằng M muối, thế là xong. Ra được C 46,8 gam. Ok, rất là dễ đúng không? Mình sang câu 35 nhá. Câu 35 nhá. À, vì vấn đề bản quyền và vì là live VIP nên quyển tất cả các quyển sách của thầy xuất bản online đều không có bản chia dạng chi tiết này. Tất cả các quyển sách của thầy phát hành online chỉ có bản là chỉ có bản gì? Live giải đề thôi, với lại đề trong đề thi đại học thôi. Còn lại phần này là phần dành cho lớp off thì chỉ có ở trong bản sách ở ngay phần công bố ở đầu nhá. Các em dù là học sinh mới, học sinh cũ thì đều nên photo cái quyển mới ở đầu phần công bố ấy. Thì đây là cái bản này bản full nhất. Đấy, giống như kiểu là Nga xuất khẩu vũ khí thì thầy xuất khẩu, đây là vũ khí của team nhà mình, còn các vũ khí khác thì là team không phải nhà mình thì chỉ dùng được bản khác thôi nhá. Mình có này, có 35 này, nước brom và anilin. Thế anilin chúng ta là C6H5NH2 đúng không, cộng với nước brom thì có phải phản ứng thế không, thì tạo thành C6 này, H2 này, NH2 này, thế 3 brom đúng không, thì cộng với lại 3HBr đúng không. Mày hoàn toàn đây là 3 đúng không? Được chưa? Thế là mình tìm được số mol. Nào, thì ta sẽ tìm được số mol nhá. 16,5. 16,5. Mình tìm được số mol đây là tri-brom anilin này, mình tìm được 16,5, mình tìm được số mol của nó bằng 16,5 chia cho này phân tử khối này này là mẫu đơn 12 nhân 6 cộng 2 cộng 14 cộng 2 cộng 6 cộng 80 nhân 3 bằng, ui số mol lẻ đấy, chắc thầy bấm nhầm, C6H5 bỏ đi 3 hydro đúng rồi, thay thế 3 brom, 12 nhân 6 cộng 2 cộng với 14 cộng 2 cộng với 80 nhân 3 bằng 24,9. À đâu, bấm nhầm đấy, 16,5. 16,5 chia N bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Thì mình suy ngược lại được anh này bằng 0,05 mol. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của anilin, lấy 0,05 chia 93 bằng 4,65. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Rất là dễ cả nhà nhé, cực kỳ dễ luôn, hiểu không? Mình chỉ cần viết phương trình thôi, tài liệu ngay phần công bố ở ngay đầu nhóm ấy, có phần công bố luôn nhá. Đào vài xong in ra, ra quán photo in thành sách xong mang lên trên lớp giải là ok. Câu 36 này, cho 24,9 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với FeCl3 dư. Thế lưu ý ở đây là amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp này, amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp thì công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 3n nhá, thầy đặt là n trung bình này, được chưa? Cộng với lại FeCl3 dư. Thế thì trong FeCl3 dư chắc chắn có nước. Thì một thằng này sinh ra một OH trừ, bởi vì có một nhóm NH2 thì sinh ra một OH trừ. Được chưa? Một OH trừ ăn với FeCl3 dư thì thu được FeOH3 lần. Là kết tủa, hiểu không các em? Và mình tìm được số mol kết tủa này. 21,4. 21,4 chia cho 107 bằng 0,2 mol. Thế mình bảo toàn OH này 0,2 nhân 3 mà 0,6. Vậy này bằng 0,6 này. Ok chưa? Anh em 0,6 vậy hoàn toàn mình có khối lượng này bằng 24,9. Đấy, mình tìm được phân tử khối 14N. 12N cộng 2N là 14N. Cộng với lại 3 cộng 14 là cộng 17. Bằng 24,9 chia 0,6. Vậy hoàn toàn đây là mình tìm được N. 24,9 này chia 0,6 này bằng này trừ 17 này bằng này, chia 14 này bằng này 1,75. Vậy suy ra N của mình bằng 1,35. Sao M được em? Em thoát ra vào lại đi doanh dư rõ. Đầu thầy vẫn nét căng luôn à? N bằng 1,75. Vậy suy ra này, ở đây chuẩn bị có một skin mới được xuất hiện. Các em chú ý nha. Thằng này lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Và anh này là CH5N. Anh này là C2H7N. Skin mới xuất hiện này. Trang sách này là trang 63 nhá. Vậy các em chú ý này, các em chú ý này, nhìn kỹ này. Nhìn kỹ này. 75
từ 1 cho đến 2 thể bổ là 100 phần bằng nhau. Từ 1 cho đến 2 thể bổ là 100 phần bằng nhau. Ok chưa? Từ 1 đến 2 thể bổ 100 phần bằng nhau. Thế vậy bây giờ là 75 này. 75 này nó gần thằng mấy hơn? 75 này gần thằng 2 hơn. Vậy thằng 2 này chiếm 75 này. Thằng 1 này chiếm 25. 75 chia 25 thì bằng 3/1. Thế mà tổng số mol này là 0,6 nha, nhìn kỹ nha. Tài liệu ngay phần công bố. Đầu tiên của nhóm mà doanh dí dòm. 0,6 này, 0,6 chia làm 4 phần, về mỗi phần bằng 0,15. Vậy này là 0,15. Anh này là 0,45. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng, bây giờ mình tìm được phần trăm khối lượng luôn. Mình có này. 0,15 nhân với 0,15 nhân với phần tử khối này là 31. Chia cho mở ngoặc đơn. Tổng khối lượng 0,15 nhân 31 cộng với 0,45 nhân 45 bằng 18,6%. 18,67%. Vậy là CH5N là 18,67. Đáp án đúng đáp án C. Hiểu chưa? Rất là dễ luôn. Mình sang câu tiếp nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 37 nhá. Rất là dễ. Ok, sang câu 37. À, thầy báo một chút là sáng chủ nhật tuần này chúng ta nghỉ nhá. Thấy chưa, nhà thầy có chút việc bận. Câu số 37. Cho M gamma min đơn chức bậc 1 tác dụng HCl vừa đủ. Lưu ý cho thầy này, amin đơn chức bậc 1. Vậy là thầy đặt nó là RNH2 đúng không? RNH2 mà ăn với HCl để bài cho vừa đủ thì thu được, đây là M này. Đây là thu được muối này. Đây là M cộng 7,3 này. Vậy suy ra HCl là 7,3. Vậy thì tìm được số mol HCl này là 7,3 chia 36,5 bằng 0,2. Số mol HCl bằng 0,2, vậy suy ra số mol này bằng 0,2. Được chưa? Đề bài nói với chúng ta này. Đề bài nói chúng ta, bạn nào tác giúp cho bạn doanh dí dỏm vào phần và tài liệu của thầy với. Đốt M gam X thì cần 23,25 lít oxy này. Về đây X này. Đốt này, oxy này, lại chuẩn bị một skin mới để cho chúng ta nhìn. Anh này 0,2 nhá. Số mol oxy này 23,52. 23,52 chia 2,4 bằng 1,05. Nhớ skin này không? Nhìn kỹ này. Skin nhầm hệ số oxy. Nhầm hệ số oxy. Mình có này, hệ số oxy sẽ bằng, sẽ hệ số chuẩn bằng 1,05 chia 0,2. 0,5 chia 0,2 bằng, chia 0,2 bằng 5,25. Vậy hệ số oxy bằng 5,25 nhá. Vậy này mình có này, chất X có thể là gì? Chất X có thể là gì? Bây giờ thầy đi nhầm hệ số này. Đáp án A này. Tất cả team live view của thầy phải khủng phần này. Nhìn nhá. Thầy viết ra bằng giấy trong ta nhìn nhá. Thầy nhầm hệ số A như nào nhá. A này có phải viết chuẩn là CH5N không? Được chưa? Thế thầy nhầm này. Hệ số carbon nhân 2. Hệ số hydro chia 2. Được chưa? Tất cả chia cho 2 ra hệ số oxy. 1 nhân 2 là 2. 2 cộng 2,5. 2 cộng 2,5 là 4,5. 4,5 chia 2 bằng 2,25. Loại A chưa? Hệ số oxy là bằng 5,25 cơ mà. Loại A nhá. Ý B này. Ý B là C2H7N. Hệ số oxy này 2 nhân 2 cộng 7 chia 2, tất cả chia 2, 2 nhân 2 là 4. 4 cộng 3,5 bằng 7,5. 7,5 chia 2 bằng 3,75. Nhưng ở đây nó phải bằng 5,25 cơ. Vậy lại tiếp nhá. C3H7NH2 này. C3H7NH2 thì có phải là chuẩn của nó là C3H9 N không? C3H9N thì nhầm nhá. 3 nhân 2 cộng 9 chia 2, 3 nhân 2 là 6. 9 nhân 2 là 4,5, 10,5. 10,5 tất cả chia cho 2 bằng 5,25. Lấy nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đây là skin giải cực kỳ nhanh của thầy. Đây từ nãy giờ thầy share chúng ta 2 skin. 2 skin rất dã man luôn. Dã man con ngàn luôn. Đúng không? Hiểu chưa các em? Mình sang câu 38 nhá. Mình sang câu 38 nhá. Sang câu 38. Hôm nay mình chưa full lên câu 44. 38. Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metilamin. Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metilamin. NH3 này. Metilamin là CH5N này. Tỷ khối so với CO2 là 0,45, vậy mình tìm được phân tử khối luôn. 0,45 nhân 44. 1,19,8. Anh này 17, anh này 31. Trừ anh này 2,8. Trừ anh này 31 trừ N bằng 11,2. 11,2 chia 2,8. 4. 4 chia 1. Ok chưa? Vậy có nghĩa anh này mà là A,
thì này là 4A. Ok, thầy viết xuống dưới này nhá, các em chú ý nhá. Vậy ta có này, NH3 là 4A, CH5N là A. Đốt cháy bằng lượng oxy vừa đủ thì thu được hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 bảo toàn carbon, A. Bảo toàn hydro 3 x 4 là 12, 12 cộng 5A là 17A, 17 chia 2 thì bằng 8,5A. Bảo toàn nitơ 4A cộng A là 5A, 5A chia 2 bằng 2,5A. Thế mà khối lượng ở đây để bài cho tầm 26,7. Được chưa? Hello Phạm Phước Tấn, khổ lắm. Các em ơi, thanh niên nào tác cho thầy bạn Phạm Phước Tấn vào trong cái phần mà công bố đầu tiên của nhóm thầy với. Tài liệu ngay trong đấy mà em. Và mình có này. Tổng khối lượng này của chúng ta bằng 26,7. Nhá, tổng khối lượng chúng ta bằng 26,7. Vậy hoàn toàn thầy được này. Thầy được này. 44A cộng với 18 nhân 8,5A cộng với lại 28 nhân 2,5A thì bằng 26,7. Vậy mình tìm được A bằng 44 này cộng 18 nhân 8,5 này cộng 28 nhân 2,5 này bằng này 26,7 chia N bằng 0,1. A bằng 0,1. A bằng 0,1. Vậy hoàn toàn với A bằng 0,1 thì anh này bằng 0,1, anh này bằng 0,4. Vậy nên mình tìm được khối lượng 0,4 nhân 17 cộng 0,1 nhân 31 bằng 9,9 gam. Nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, 9,9. Rất là dễ nha. Rất là dễ luôn nha. Mình sang câu 39 á. Mình sang câu 39 á. Cho 0,76 gam. Câu này khó một chút đấy. Câu này khó một chút đấy. Cho 0,76 gam hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức số mol bằng nhau nhá. Lưu ý cho thầy cụm từ là số mol bằng nhau. Thế thì thầy cứ đặt là 2 amin đơn chức này là R trung bình đi. NH2 đi. Cái này là 0,76 này. Tác dụng với HCl dư này thì thu được muối này. Muối của chúng ta là 1,49 này. Và đây mình bảo khối lượng này cộng với lại khối lượng HCl này. Mình tìm được số mol HCl bằng 1,49 trừ đi 0,76 bằng chia cho 36,5, ra số mol HCl 0,02 mol. Vậy suy ra tổng số mol của hai amin bằng 0,02. Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối trung bình sẽ bằng 0,76 chia 0,02. 38, nhìn thấy không? 38. 38 á thì chắc chắn lớn hơn 31. 31 thằng amin nhỏ nhất là CH5N. Vậy chắc chắn anh này là CH3N2. Được chưa? Đây là amin nhỏ nhất. Mà số mol bằng nhau, tổng số mol hai amin là 0,02. Vậy anh này chỉ bằng 0,01. 0,01 nhân 31 thì bằng 0,31. Đáp án đúng đáp án gì? Hiểu chưa? Mình sẽ có 40 nhá. Mình sẽ có 40 nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no. Lưu ý cho thầy từ này là từ amin no. Câu này thầy đã từng chữa rồi đấy. Thầy chữa lại một lần nữa cho các em cùng hiểu nhá. Amin no chúng ta là CNH, không nói là đơn chức hay không. Đây là CN2N cộng 2 cộng X NX, các em hiểu chưa? Đốt cháy bằng oxy á thì đã thu được này CO2 H2O N2. Đề bài cho đốt cháy 0,1. Thầy đi bảo toàn này, 0,1 nhân N thì số mol CO2 bằng 0,1N. 0,1 nhân 2N cộng 2 cộng X chia 2 thì thằng này bằng 0,1 nhân với 2N cộng 2 cộng X phần 2. 0,1X chia cho 2, 0,1 nhân với X phần 2. Được chưa? Để bài nói này, thu được 0,5 mol, vậy là tổng mol này là bằng 0,5. Tổng mol này bằng 0,5. Kỹ nhá. Hello huyết quỷ. Vậy thì chia cả hai vế cho 0, thì chia cả hai vế cho 0,1 đi. Thì được anh này N cộng với N cộng 1 cộng 0,5x cộng 0,5x thì bằng 5. Vậy nên thì được là 2N cộng X thì bằng 4. Đến đây chúng ta lập bảng NX. X với N. X bằng 1, N vứt. X bằng 2, N bằng 1, lấy. Với X bằng 2, N bằng 1 thì mình được công thức anh này là CH2
NH2 tất cả hai lần. Được chưa? Thì với công thức anh này là CH2 NH2 tất cả hai lần đấy. Đề bài cho chúng ta là 4,6 gam X. Vậy mình tìm được số mol là 4,6 chia cho 46 thì số mol này là 0,1. Mà ăn với HCl dư. Đây 2 nữa 2 vậy 2 HCl anh này bằng 0,2. Và mình tìm được số mol của HCl thì sửa chút đây số mol HCl thì là bằng 0,2. Đáp án đúng đáp án A nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án A nhá. Các em hiểu không nhỉ? Câu này thì nghĩ là cũng dễ hiểu thôi. Nên là không có gì khó khăn cả đâu. Rất là dễ thôi nhá. Hoàn toàn các em có thể giải được. Được chưa? Nào mình có này. Sang câu tiếp này. Câu số 41 nhá. Câu số 41. Đấy, hôm nay mình chữa đến câu 44. Câu 44 câu rất nhiều bạn hay sai. Ở đây tí để chữa cho chúng ta những cái sự kiện rất kinh điển này. Mình sang câu 41 này. À, câu 41 thì thực ra học thầy các em chỉ cần quan tâm đến một điều thôi. Là mình không quan tâm đến quá trình. Mình chỉ cần quan tâm đến điểm đầu cuối. Điểm đầu của mình là CaC2. Điểm cuối của mình là C6H5NH2. Thế là ở đây có 2 carbon này. Ở đây có 6 carbon. Vậy đây là 3. Được chưa? Hello Leon. Hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất. Nhớ nhá. Hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất. Live VIP là phải VIP hơn tất cả mọi thứ. Thi phải VIP hơn. Nhá, chuẩn live VIP của thầy được thầy chữa full carbohydrate rồi. Thế nên là tối chủ nhật nhớ thi carbohydrate nhá. Mình có này. Hiệu suất cả quá trình tích hiệu suất này. 0,8 này. Đây là 80% 0,8. Đây 75% là 0,75 này. Đây 60% là nhân với lại 0,6 này. Đây 80% là nhân với lại 0,8 này. Đây 95% là nhân với 0,95 này. Ok chưa? Vậy là tất cả bọn này nhân với nhau thì bằng. Nhân nhá. không phẩy hai bảy ba sáu. Thế mà đây đề bài nói là 1 tấn canxi carbua chứa 80% CaC2, mà cuối cùng là chơi về kg và mình đổi hết về gam. 1000 kg này, 80% CaC2 phải nhân với 0,8 này, chia cho số mol CaC2 anh này là 40 cộng với lại 24 là bằng 64, thì bằng thế nào? 1000 nhân với 0,8 chia 64, 12,5 mol. Vậy suy ngược sang này, 12,5 nhân 1 chia 3 là 12,5 chia 3. Lưu ý hiệu suất thuận nhân, nhân hiệu suất, nhân 0,2736. Đề này của thầy cực kỳ nhiều bẫy, chú ý làm là mình đủ biết là phê luôn. Vậy thì tìm được số mol nhé, 12,5 này chia 3 này, nhân 0,2736 này bằng này, được bao nhiêu nhân anh này là nhân 93 này, 106,02. Các em nhìn chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án A nhá. Ok, các em hiểu bài chưa? Mình sang câu 42 nhá. X là amino đơn chức mạch hở và Y là amino hai chức mạch hở cùng số carbon. X là amino hai chức mạch hở thì ký hiệu nó là R NH2. Y là amino hai chức mạch hở, vậy thì ký hiệu R trừ H NH2 hai lần. Vậy thêm một nhóm NH2 bỏ một hydro mà cùng một số bon nên cùng là R. Trung hòa hỗn hợp gồm, đây hỗn hợp gồm amonic và bmoni thì ăn HCl. Đây hàng này cộng với nhau, hỗn hợp này thì cộng với HCl, ăn HCl là 0,5 mol HCl thì tạo ra muối. Muối khối lượng là 43,15. Ok chưa? Thế vậy hoàn toàn từ cái này thì sẽ có này, bảo toàn nhóm NH2 này A này cộng bảo toàn nhóm NH2 B này, 2B này, đúng chưa? Thì bằng số mol HCl là 0,5. Tiếp tục nha. Nếu bmonic và amoni thì cần 0,4. Hoàn toàn thì suy ra B này cộng với lại 2A này thì bằng 0,4 này. Đến này thì tìm được AB luôn. 1,2 này. 1 bằng 2 bằng 0,5 bằng 2 bằng 1 bằng 0,4 bằng A bằng 0,1. B bằng 0,2. Thế là thu được 43,15 gam muối. Đấy, thế bây giờ tìm M. Thế hoàn toàn ở đây thì có nhé. Thì có bảo toàn khối lượng. Nhìn kỹ này, thế thì bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì có.
0,1 nhân R cộng 16 cộng với 0,2 nhân R này, bỏ một hydro là trừ 1 này, cộng một nhóm nữa 2 là 14, cộng 2 là 16, 16 nhân 2 là 32 này, thì bằng 43,15. Vậy đây thì tìm R nhé. 0,1R này cộng 1,6 cộng 0,2R trừ 0,2 cộng 0,2 nhân 32 6,4 thì bằng 43,15. Đến đây mình tìm được R. 43,15 trừ đi 6,4 cộng 0,2 trừ 1,6 bằng chia 0,3 bằng, ôi thầy bấm nhầm đâu ấy, đây là 43, khối lượng là bằng, cái bấm giúp thầy 43,15 này. À còn chưa cộng với clo, cậu chưa cộng HCl. HCl đây thiếu chưa cộng HCl, 0,5 nhân 36,5. Thằng nào thiếu? Mình có 43,5. 0,15 trừ đi 0,5 nhân 36,5 bằng trừ đi 6,4 cộng với 0,2 trừ đi 1,6 bằng được bao nhiêu, chia cho 0,3 bằng 57. R bằng 57 các em ạ. R bằng 57 và mình lấy thủ thuật 57 chia 14 thì gần bằng 4. C4 57 trừ đi 48 H9 NH2. Vậy này là C4H9 NH2. Để bài yêu cầu chúng ta tìm khối lượng của P. Tìm khối lượng của P. Thế thì ngay lập tức mình tìm được anh này là C4H9 NH2. Vậy anh này là C4 này, H9 này, NH2. Anh này là C4H8 NH2 tất cả 2 lần. Số mol B bằng 0,2, số mol A bằng 0,1. Bạn đặt khối lượng luôn nhờ. C4H9 NH2 này là 12 nhân 4 cộng 9 cộng với lại anh này là 16, anh này bằng 73. Anh này là 12 nhân 4 cộng 8 cộng 16 nhân 2 bằng, anh này là 88. Mình có là 73 nhân 0,2 cộng với 88 nhân 0,1 cộng 0,4 nhân 36,5 bằng 38. 38 gam, đáp án đúng, mình đáp án B. Hello Tâm, Tâm hôm nay mất tích đến giờ mới thấy ngồi ngóp lên. Buồn Tâm lắm cơ. Nào mình có nhá, sang câu 43 nhá. Sang câu 43 mình còn câu 43, câu 44 nữa thôi, câu 44 là boss tối nay. Tâm chú ý câu 43, câu 44 nhá. Chắc phải xem lại đấy. Tất cả những bạn vào sau phải theo dõi lại livestream nhá. Nào mình có này câu 43 này. XY là hai chất hữu cơ mạch hở, phần trăm khối lượng nitơ là đơn chức. Mình hoàn toàn thì tìm được x luôn, phân tử khối x bằng 31,11, vậy là 14 chia 0,3111 bằng 45, các em nhìn không? Vậy phân tử khối x bằng 45. 45 thì mình suy luôn nó là C2H5NH2. Đúng chưa? Tiếp tục này, anh này 23,73, 14 chia 0,2373 bằng 58,99, coi bằng 59. Phân tử khối y bằng 59. Vậy suy anh này là C3H7NH2. Đây, XY tỷ lệ số mol 1 chia 3. Vậy cháu này là A thì cháu này là 3A. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được muối. HCl mình bảo toàn nhé. A này cộng 3A, anh này là 4A. Vậy đến đây mình bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng. Hello Tâm, vừa đi học về cẩn thận mưa em ạ. 45A này cộng với mưa, Tâm bị ướt mưa không? 59 nhân 3A. Ôi muối đang đốt chân thầy, ngứa quá. Ngồi suốt từ nãy đến giờ. Bằng m muối là 44,16. Đến đây mình tìm được A. Quá. 44,16 này chia cho mở ngoặc đơn này, 45 cộng 59 nhân 3 cộng 36,5 nhân 4 bằng 0,12. A bằng 0,12, vậy 3 bằng 0,36. Vậy mình tìm được M. M hỗn hợp có giá trị là 0,12 nhân 45 cộng 0,36 nhân 59 bằng 26,64. B bỏ. Câu cuối, câu 44. Câu cuối, câu 44. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Nhớ nha, chủ nhật mình nghỉ, tối thứ năm tuần sau mình học bình thường.
Ngứa quá các em ơi. 44. Nhưng khả năng cao tuần sau bọn em khai giảng nên thầy dạy live nhiều đấy. Tuần sau các em khai giảng mà. Nào hỗn hợp khí X. Câu này của 44 cực kỳ trâu chất, rất nhiều thầy cô dạy sai nên chú ý xem nhé. Dimetinamin là C2H7N. Hydrocarbon đồng đẳng là CXHI. Đốt cháy hoàn toàn 100. Oxy thu được 550. Hỗn hợp gồm CO2, nước, nitơ. Nếu cho Y đi qua dung dịch H2S4 đặc, nó giữ lại nước, nó còn thoát ra CO2, nitơ 250. 550 trừ 250 vậy là 300. Vậy nước bằng 300. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử hydro trung bình của toàn bộ hỗn hợp X. Hydro trung bình của hỗn hợp sẽ bằng 300 chia cho 100. 300, chỗ này 300 phải nhân 2. Chia cho 100 thì bằng 6. Vậy 6 nguyên tử hydro trung bình. Thế mà 6 lại nhỏ hơn 7 rồi. Đúng chưa? 6 nhỏ hơn 7 rồi. Được chưa? Thế thì chắc chắn trong hai thằng hydrocarbon còn lại, đây này, hai hydrocarbon đồng đẳng kế tiếp còn lại, thì chắc chắn phải có một thằng nhỏ hơn 6. Thế là mình loại ngay. Mình loại ngay đáp án C, loại ngay đáp án B. Em biết tại sao? Nhìn nhá. Đây là 6, đây là 8, đây là 7. Đúng không? Đây này, 6, 8, 7. Thì không thể trung bình bằng 6 được. Tương tự vậy, 6, 8, 7. Không thể trung bình bằng 6 được. Vậy mình loại được B, C nhá. Thế loại 50, 50 rồi nhá. Mình còn A và D thôi. A và D nhìn kỹ này. Là thầy hướng dẫn làm này. Đầu tiên này, thầy giả sử nhá. Giả sử như hỗn hợp này chỉ gồm có CH7N. Thì thầy tìm được số mol nitơ đúng không? 100 x 1 chia 2 bằng 50. Đây có phải là số mol nitơ max không? Số mol nitơ max là 50 thì có phải số mol CO2 min là 200 không? Đây là min. Tương tự nhá, giả sử không có amin thì nitơ bằng 0 đúng không? Thì phải số mol CO2 max bằng 250 đúng không? Hiểu chưa? Đấy, giả sử không có hydrocarbon thì nitơ bằng 50 thì CO2 min là 200. Giả sử như không có amin thì không có NH2, đây không này, thì CO2 max là 250. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được carbon trung bình của cả hỗn hợp sẽ lớn hơn là 200 chia 100 bằng 2, và nhỏ hơn 250 chia 100 là 2,5. Có nghĩa carbon trung bình thì phải lớn hơn 2 và nhỏ hơn 2,5. Lớn 2 và nhỏ hơn 2,5 mà anh này bằng 2 rồi. Thằng này chắc chắn là lớn hơn 2. Vì vậy nên phải có thằng lớn hơn 2. Mình nhìn nhá, trong hai này nhá. 1, 2, 2. Thì không thể carbon trung bình lớn hơn 2 được. Loại luôn. Và đáp án đúng nhìn đáp án D. Hiểu chưa các em? Hiểu không? Dễ mà, cái chỗ mắc min thì chú ý nhá. Carbon trung bình này bằng 2, lớn hơn 2 và nhỏ hơn 2,5. Thì nó không thể là 1, 2, 2 được. Bởi vì như vậy thì nó chỉ nhỏ hơn 2. Hiểu chưa? Đấy, để một câu vận dụng cực kỳ cao, lấy điểm 10. Và năm đấy khi mà thi thì là các thầy cô dạy rất sai rất là nhiều. Thì may mắn cho chúng ta là các em sẽ không bị sai nữa. Ok, buổi học chúng ta đến đây kết thúc nhá. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tối thứ năm tuần sau. Nếu mà học được bù một buổi nào thì thầy sẽ báo các em trước nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Nhớ rủ các bạn ở lớp cùng học nhá.